triệu đấy nha. 30 triệu đấy. Hôm trước có thằng Cam đi tông ở đấy đền đấy. Đền á? Bảo vệ nó đền. Bảo vệ nó bắt đền tiền đấy. Ui. Thế à, phải cây nhà mình đâu mà mình cắt. Tông mà siêu chết với đổ sức ra 1 triệu nhỉ. Thế gây cành ở trên ngọn đấy. Nó biết mà nó biết là cái cây đi chết chứ còn đòi nhiều tiền hơn nữa. Đây các bạn dùng để nhất sạch cho nó bền này. Đó. Nhất xe máy cho nhất sạch nó sạch máy. Cái đầu của máy xúc. Rồi bôi trơn làm xích thôi. Cái này chỉ bôi trơn làm xích kẻ là dùng nhất thải. Nó là tổng tổng đấy. Biết là nó loãng như này. Nó chỉ có mục đích là bôi trơn cái lam của anh thôi chứ nó không phải là cái dầu của cái nhớt này. Thì nó phải cháy lam. Cái nhớt này là đúng phải nhớt 2T của nó này. Nhớt pha máy. Quan trọng nhất là cái nhớt kia kìa. Quan trọng nhất là nhớt pha xăng. Tỷ lệ thì em hướng dẫn luôn, anh mua luôn nhớ bên em hướng dẫn luôn đủ. Cubana tỷ lệ là 1:40. Cái tình điển. Anh dùng bao giờ chưa? Chưa. Rồi đây nhá, máy mới luôn này. Bật công tắc này, đây bật này. Kéo này gió ra này. Đây nhá, hướng dẫn này. Lặng đấy, để chân nó. Đấy, nó nổi đi, tẹt gái nhá. Ấn lên gió rồi này. Là phát nữa. Sao mà nhìn thấy được? Ra phát nữa. Kẹp tháng. Bảo trang dí mặt vào vô. Là kẹp tháng nhưng mà không chắc. Nó giật một cái để cho cái tay lên. Thử thách là ai dơ mặt vào vô thì sẽ được 50.000. Chịu được trong vòng 5 phút. Tiền giám đốc trả. Cho nghỉ cho nguội hết máy đi, ông chạy thêm bình ba bình hai bình. Cái bình này là tổng nhiệt thải anh hai bình anh hết một bình rồi. Đây bình nhiệt thải đây hết một bình cho nghỉ nguội cho máy đổ xăng và xăng đủ tức là xăng pha nhớt xong đổ vào đấy là nguyên liệu còn cái này là chỉ là bôi trơn làm xích thôi. Cái này nó hình này. Nhớ phải cho thêm phải cho nhớt này. Đây là hình cái bát xích này để bôi trơn làm xích này, còn kia là cái hình đây là hình xăng này.
thì là đổ xăng vào đây, đổ xăng pha nhớt đây. Cái này nhớt không, chứ không thì mình sử dụng nhớt thải cũng được. Nhớt thải dạng nhớt thải xe máy ấy. Thì hướng dẫn anh cách lắp. Chưa biết lắp thì về loay hoay chả lắp lại lắp ngược. Lắp vào cái nam, xích thì mình lắp theo chiều, đúng chiều. Có nhiều người người ta không biết lắp xích thì lắp quay ngược lại, thế là nó không cắt được. Thế về kêu là bảo là máy về máy không dùng được. Cắt nào cắt được. Cắt nào là khoan gỗ luôn. Đúng rồi, cắt cho chả cắt được. Tiếng gỗ. Cắt không đứt. Cái này chỉ cần đặt một cái nó rút luôn. Đây này, khi xích cứ quay theo chiều này này. Quay theo cái chiều kim hồ đấy. Đây thì mình cái lưỡi mình đây. Lưỡi mình để hướng là liếm đấy. Lưỡi liếm. Cái lưỡi thì mình hướng ra đằng trước đấy. Ở trên, phần trên hướng lên. Máy này cũng nổ, chạy ra đường, năm con chạy ra đường. Chạy ra đường. Bây giờ nó đang căng. Mình chỉnh được, chỉnh độ tăng, nó giãn ra thì mình chạy toán ra đường nhỉ. Tăng sinh trồng gạch ném cũng chưa thế nào. Kịp dại à? Cái này thì cắm vào lỗ này, bóc xích. Bao cái đấy gọi là bao là bảo vệ. Bao bao nhiêu? Bao nhiêu? Mấy công sức này người ta có đốt để nổ lỏ ra, chết thì phải bật vào đánh tăng. Cưa nhái này màu nó dại nhỉ? Đây con cưa này, cưa nhái này, cưa tàu này. Cam, cam này là cam mấy, còn kia là cam. Con anh em không biết lại bảo là bán cưa, con, cưa nhái này bảo thì biển nhái mà cái con master nhìn cũng dại nhưng mà chất rất ngon. Ừ, chất nhựa của nó đây. Con chất nhựa của nó này. Có cái con rẻ hơn đấy, con rẻ vãi luôn đấy, nhìn giống hệt luôn. Màu nó sẽ không đậm như thế. Màu nó cũng tươi, mới cả cái chất nhựa này, những cái chất nhựa mình phát hiện ra ngay. Kiểu là hơi, mấy cả nó hơi xỉn xỉn đấy. Màu kia nó tươi. Lắp cái lam, lắp cái bảo vệ này vào này cho nó khỏi chạy quá lam. Để sau phút xem. Để rút ra vẫn phải tháo rồi. Vẫn phải tháo lắp xích rồi không. Mà khi là vẫn phải đổ nhớt thải vào nhỉ? Đổ nhớt vào cái chỗ nhớt nhỉ? Không là sợ nó cháy bánh răng nhớt. Đấy xem công tác ấy, đằng nào vẫn phải tháo mà. Về kiểu gì cũng xuất sắc lần đầu tiên, cũng ra nhốt rồi. Nó phải là nhớt thì mới được. Đấy thì nó mới bôi trơn được. Nhớt khác.
Cái này nó trơn thì nó không bị cháy lam. Lúc nào cho xăng mà đổ xăng. Thứ nhất là không cháy lam, thứ hai là không cháy bánh răng nhớt. Lắp thôi, đẩy cái chế này. Để kéo le. Lại phải xì thôi, xì cô. Xong rồi lộn ngược lên kéo thôi. Xong thổi buji cho cô thôi. Chưa ăn cơm mà chưa ăn cơm. Sống ướt hết lòng xì, lau rửa sạch đi. Rồi, kéo cho nó ra hết thì tăng. Xong rồi lau khô một đốt. Thế trường hợp là máy mới rồi. Còn khi mình cho lam mình vứt đi. Vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới.